Trong này có rất là nhiều nhẫn ngọc trai, cái lớn cái nhỏ đều có hết, có series từ Quốc An. Trong này có ngay cả vòng cổ, những loại vòng cổ như là vòng cổ ngọc trai này. Có khả năng thì những cái vòng cổ này nó làm từ bạc. Và ở đây thì sẽ có những cái lắc tay nữa. Đầu tay, đầu tay, đầu tay. Cái khu vực bên này sẽ là giày da túi sách. Ngoài ra trong này thì cũng có rất là nhiều đồ lưu niệm, mọi người nhé, đồ lưu niệm bằng ngọc trai các khảm. Trong này có thể là vào đây quay. Con ốc rất to, mọi người nhìn này. Ở đây sẽ có những con ốc rất to, con thuyền ạ. Thuyền từ vỏ ngọc trai, vỏ sò, vỏ ốc. Ở đây thì có những cái túi da mọi người nhé, túi da nó rất là đắt, nó khoảng tầm độ 25 triệu, túi da cá sấu nguyên con luôn, dép da cho tới tận là những cái túi hàng hiệu rất là đắt tiền ở cái khu mình vừa xem là cái khu nuôi cấy ngọc trai. Bên này thì cũng có một số cái hàng, ví dụ như là hàng giày dép làm từ da cá sấu. Ở bên này thấy nguyên đầu con cá sấu luôn mọi người. Ở đây thì sẽ có rất nhiều da cá sấu mọi người nhé, nhìn này. Những cái thắt lưng da, giá của nó dao động từ 3 triệu rưỡi cho đến từ 4 triệu. 4 triệu hoa một cái thắt lưng da cá sấu. Thắt lưng da cá sấu ở đây sẽ có khoảng 4 triệu. Đây nguyên con cá sấu luôn này. Mình nhìn thấy nguyên con cá sấu luôn. Nguyên da con cá sấu luôn. Bên đó thì rất nhiều là túi da cá sấu. Túi da cá sấu. Bên kia đang là cá sấu. Cá sấu như thế. Đây là bông nhựa hay không tô cá sấu thật. Đây bông nhựa bạn. Dạ thằng. Đây này. Cái nhìn nó cứng này, cứng ngắt luôn đấy. Thế ra cá sấu thì nó mềm, nhưng sờ con này nó cứng. Ở đây là gì? Cá sấu này thật đấy. Dạ. Cá sấu này cá sấu giả nhỉ? Thật đó. Con này có khi kiểu phơi khô rồi, lúc vừa sấy rồi, sấy khô rồi.